Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ cầu điện sử dụng cái bánh có đường kính là khoảng 45 cm và bản rộng 18 cm nhé. Cái bộ này em giới thiệu với các bạn với mục đích để làm cái phần cầu sau xe 4 bánh. Cái này thì nó tốc độ nhanh nhanh. Đây là cầu tốc độ cao nhé. Cái cầu này thì có chiều rộng là khoảng 95 cm, thì các bạn lắp bánh đường kính 10 và bản rộng 18 này lên thì nó sẽ ra khoảng 1m1 đấy. Về chiều rộng là như vậy, ra khoảng 1m1. Tốc độ của cái cầu này thì tí nữa mình sẽ thử cho các bạn. Với điện áp 48 và 60, ở đây thì chỉ sử dụng cầu phanh cơ thôi, vì cái bánh này sử dụng phanh đĩa thì không lắp vừa, chỉ lắp vừa phanh cơ thôi. Đây mình sẽ sử dụng cái đồng hồ đo tốc độ này, cái đồng hồ đo vòng tua, để mình sẽ test tốc độ cho các bạn coi xem là tốc độ của nó là bao nhiêu. Cái này thì muốn đo tốc độ của cái cầu này thì mình chỉ giữ lại một bên. Mình giữ lại một bên trục này và mình đo trục này. Sau đó là mình chia đôi cái phần tốc độ đấy ra thì nó sẽ ra cái tốc độ một lửa của nó. Đấy. Đây là mình đang sử dụng cái điện áp là 60V. Bây giờ là mình sẽ khóa cái bên kia lại này, mình ga bên này lên nhá, đó bấm đồng rồi đấy, của nó là 1200 vòng trên phút rồi. 1200 vòng trên phút thì khi các bạn chia đôi cái tốc độ ra thì còn lại là 600 vòng trên phút. Đối với lại 60V, còn đối với 48V thì nó khoảng 500 vòng trên phút. Thì các bạn sẽ quy ra được cái tốc độ của nó. Đây, cái này khi lắp lên thì có tổng chiều rộng là 1m1 này. Đấy. Đấy, 1m1 đây. Đường kính bánh xe thì 47 cm. Đấy. Cái này thì nó là cầu phanh cơ thôi. Đấy. Kích thước là đo lòng trong này là 40, kích thước phía bên trong bánh là 77 cm. Cái này thì có thể làm những cái xe khoảng 1m1, 1m15 cho đến chiều dài là khoảng 2m2, 2m4 được.
cái vành trắng sứ này thì cũng rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Các bạn xem video nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng. Video của em đến đây là kết thúc.